tượng của đẹp Phúc Tấn bên em xin kính chào tất cả các quý anh chị ạ. Rất vui khi được gặp lại tất cả các anh chị nhà mình trong video giới thiệu tác phẩm mới ngày hôm nay của bên em. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình một tác phẩm, đó là một tác phẩm mã đáo thành công anh chị nhé. Tác phẩm này thì được bên em chế tác trên chất liệu, đó là chất liệu là gỗ hương ta, hương Gia Lai và hàng liền khối. Khi anh chị nhà mình sở hữu tác phẩm này thì bên em đã tặng kèm anh chị nhà mình một chiếc kỷ cao là 8 phân rồi ạ. Và trước khi giới thiệu chi tiết tác phẩm này thì em xin được giới thiệu lại cơ sở bên em. Cơ sở bên em là tượng gỗ đẹp Phúc Tấn ở tại địa chỉ làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và số điện thoại hotline của bên em là số 0389 889968 anh chị nhé. Anh chị nhà mình có thể là kết bạn Zalo với bên em để nhân viên bên em gửi hình ảnh chi tiết cũng như là tư vấn cụ thể cho anh chị nhà mình về các cái tác phẩm mà anh chị đang mong muốn tìm kiếm. Và trên màn hình của anh chị nhà mình trong video ngày hôm nay đó là một tác phẩm mã đáo thành công, được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ hương ta, hương Gia Lai và hàng này được bên em chế tác là hàng liền khối anh chị nhé. Tác phẩm này của em có chiều cao kích thước là cao là 38, chiều ngang là 1m15 và chiều sâu là 17 ạ. Kích thước thì bên em đã tặng kèm anh chị nhà mình một chiếc kỷ ở phía dưới đấy ạ, một chiếc kỷ cao là 8 phân rồi anh chị nhé. Khi mà những cái tác phẩm mà được lên đôn lên kỷ thì sẽ tôn lên cái vẻ đẹp của tác phẩm hơn rất là nhiều. Và đây ạ, anh chị cùng nhìn ngắm cho em đó là cái diện mặt thần thái cũng như là từng những cái đường nét đục tỉa của bên em. Và như anh chị nhìn thấy ạ, những cái cầu mã đáo của bên em thì thường được làm đó là 8 chú ngựa phi trên một cái cầu gậy như ý anh chị nhé. Đấy ạ, những cái phôi gỗ mà để chế tác mà 8 chú ngựa phi trên một cái cầu gậy như ý thế này thì rất là tốn gỗ chị nhé, rất là tốn công tốn gỗ. Nhưng mà bên em đã không tiếc công này, không tiếc gỗ ạ, để chế tác cho anh chị nhà mình những cái tác phẩm làm sao mà cho các bác nhìn vào cái tác phẩm mà thấy cái tính thẩm mỹ của tác phẩm cao nhất, đẹp nhất để cho các anh chị nhà mình trưng chơi trong gia đình thì rất là tuyệt vời ạ. Và tiếp theo vào đó là anh chị nhìn đến đó là những cái đường nét đục tỉa của bên em chị nhé. Đấy, 8 chú ngựa đang với cái dáng phi nước đại đấy ạ, phi thiên phi nước đại về đích này. Đấy, thể hiện cho cái tinh thần đoàn kết cũng như là thể hiện cho cái sức mạnh ấy chị nhé. Sức mạnh dẻo dai cũng như là tinh thần đoàn kết của 8 chú ngựa. Đấy ạ, và từng những cái đường nét đục tỉa của bên em thì rất là kênh bong ấy chị nhé. Làm kênh này, móc mói từng chi tiết luôn. Và diện mặt của những chú ngựa đây ạ, mỗi chú thì sẽ có một cái diện mặt thần thái khác nhau. Và từng trên người đấy ạ thì đó là hiện rõ những cái đường cơ bắp ấy chị nhé. Đường cơ bắp này hay là đến những cái móng guốc của chú ngựa thôi được bên em làm cũng chế tác cũng rất là kỹ này. Và đó nhìn anh chị nhìn thấy đó là những cái bộ bờm ạ. Bộ bờm được bên em tỉa rất là bay và cực kỳ là mềm mại chị nhá. Đây ạ, móc mói từng chi tiết cho anh chị nhà mình luôn. Đấy, làm kênh làm lổi trên một cái cầu gậy như ý chị nhá. Và móc mói rất là sạch sẽ cho anh chị nhà mình ạ. Và anh chị nhìn thấy trên tác phẩm này ạ, một phôi gỗ hương ta, hương Gia Lai của bên em thì cực kỳ là già gỗ chị nhá. Phôi gỗ này của em già đanh luôn, có những cái đường vân chỉ đấy ạ. Những cái đường vân đen rất là tuyệt vời này. Và phía dưới đây ạ, cầu gậy như ý thì bên em đã cũng có đục tỉa những cái họa tiết ở trên cái cầu gậy như ý này rất là mềm mại chị nhá. Đấy ạ, tác phẩm này thì được bên em chế tác hoàn toàn là tứ diện ạ. Hoàn toàn là tứ diện cả mặt trước cả mặt sau luôn anh chị ơi. Và em xin đọc lại kích thước của tác phẩm này để cho anh chị nhà mình có thể là cân đối không gian trưng bày tác phẩm này trong gia đình nhà mình anh chị nhá. Tác phẩm này của em có tổng chiều cao là 38, chiều ngang là 1m15 và chiều sâu là 17. Kích thước thì bên em tặng kèm anh chị nhà mình một chiếc kỷ cao là 8 phân. Và anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết về tác phẩm này thì có thể là để lại cho em gái xin những cái comment bình luận, hoặc là cũng có thể là liên hệ trực tiếp với cả bên em qua số điện thoại Zalo đó là 0389 889968 để nhân viên tư vấn cụ thể cũng như là gửi hình ảnh chi tiết anh chị nhé. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị nhà mình đã theo dõi hết video ngày hôm nay của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.